Thưa quý vị, ngày 16 tháng 5, nhân kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang quyết định tặng và truy tặng huy hiệu Đảng cho 287 đồng chí cao niên tuổi Đảng đợt 19 tháng 5 năm 2023. Tại hội trường Văn phòng Tỉnh ủy An Giang, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang đã trao tặng huy hiệu Đảng cho 17 đảng viên, trong đó có một đảng viên 65 năm tuổi Đảng, hai đảng viên 60 năm tuổi Đảng. Cùng ngày, cấp ủy đảng các cấp trong tỉnh tiến hành lễ trao tặng và truy tặng huy hiệu Đảng cho đảng viên đang sinh hoạt tại các đảng bộ trực thuộc. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy An Giang chúc mừng và ghi nhận những đóng góp của các đồng chí cao niên tuổi Đảng. Thế hệ những người con An Giang hôm nay luôn ghi nhớ những đóng góp của các đảng viên cao niên tuổi Đảng và mong các đồng chí với kinh nghiệm và khả năng của mình, thông qua những hình thức phù hợp, tiếp tục tham gia có hiệu quả vào công tác xây dựng Đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể và phong trào cách mạng quần chúng tại địa phương để xây dựng quê hương An Giang ngày càng giàu đẹp, văn minh. Cũng trong ngày 16 tháng 5, Công an thành phố Cần Thơ tổ chức lễ kỷ niệm 75 năm Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy và 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. Thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy, toàn lực lượng Công an thành phố Cần Thơ không ngừng phát huy sức mạnh đoàn kết, ra sức thi đua, lập được nhiều chiến công xuất sắc, góp phần xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ. Ngoài đẩy mạnh đổi mới hình thức, nội dung, biện pháp trong thực hiện công tác chuyên môn, vận động quần chúng thực hiện tốt công tác cán bộ, xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, Công an thành phố Cần Thơ còn chủ động tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội, thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách, cán bộ, chăm lo cho gia đình có công với cách mạng và các hoạt động đền ơn đáp nghĩa được lãnh đạo các cấp, các ngành biểu dương, khen thưởng và người dân đánh giá cao. Nhân dịp này, nhiều tổ chức, cá nhân đã được khen thưởng. Ngày 16 tháng 5, Bệnh viện Phổi Trung ương phối hợp với Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo Bộ Y tế, Hội Phẫu thuật Tim mạch Lồng ngực, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội và Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia tổ chức Hội thảo Y học Kỹ thuật cao với chủ đề Ghép phổi và Y học tái tạo tại Hoa Kỳ và Việt Nam, thực trạng và giải pháp. Các bài chia sẻ trình bày tại hội thảo Ghép phổi và Y học tái tạo tại Hoa Kỳ và Việt Nam, thực trạng và giải pháp đã cung cấp bức tranh tổng quan về tình hình ghép phổi tại Đại học California và San Francisco, cũng như tình hình ghép mô tạng, ghép phổi, phẫu thuật tim hở tại Việt Nam. Các đại biểu đã được cập nhật về ứng dụng của ECMO trong phẫu thuật tim phổi, ghép phổi và triển vọng của ghép phổi, tạo cơ hội nâng cao thời gian và chất lượng sống cho bệnh nhân sơ phổi, bệnh phổi kẽ giai đoạn muộn. Đây là nội dung rất có ý nghĩa với người làm công tác chuyên môn trong lĩnh vực này. Đến nay, Việt Nam đã thực hiện thành công 9 ca ghép phổi, trong đó ca ghép phổi thứ 8 do Bệnh viện Phổi Trung ương phối hợp với Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 thực hiện là ca ghép thành công toàn diện nhất. Ca phẫu thuật được thực hiện chặt chẽ, bài bản theo quy trình tiêu chuẩn quốc tế từ Trung tâm ghép phổi UCSF, một trong 9 trung tâm ghép phổi lớn và có uy tín nhất tại Hoa Kỳ. Sau 3 năm, người bệnh đã hoàn toàn khỏe mạnh, mở ra cơ hội sống thêm cho những người bệnh giai đoạn muộn. Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam và Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã phối hợp tổ chức hội thảo khu vực sáng kiến thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á 2023, hội thảo nhằm thúc đẩy hợp tác quốc tế trong đổi mới giáo dục đại học. 75 nhà lãnh đạo trẻ được lựa chọn từ hơn 900 ứng viên nộp hồ sơ đến từ 10 quốc gia ASEAN và Đông Timor, đang là giảng viên, nhà quản lý, nhà hoạch định và vận động chính sách, cố vấn và các chuyên gia trẻ làm việc trong các cơ sở giáo dục đại học, cơ quan chính phủ, tổ chức phi chính phủ liên quan đến lĩnh vực giáo dục đại học đã được lựa chọn tham gia hội thảo. Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Mark Knapper nhấn mạnh cam kết của chính phủ Hoa Kỳ trong việc sẵn sàng cùng các nước ASEAN và Đông Timor thúc đẩy các sáng kiến giáo dục trong khu vực. Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam tự hào hỗ trợ hội thảo này nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong giáo dục đại học thông qua việc khuyến khích các cơ sở giáo dục đại học hỗ trợ nhau nhằm tăng cường hội nhập khu vực. Giáo dục là một ưu tiên quan trọng của chính phủ Hoa Kỳ và các quốc gia trong khu vực, vì đây là lĩnh vực đào tạo và trang bị kiến thức cho những nhà lãnh đạo trẻ tương lai. Đại sứ Knapper đánh giá cao sự hỗ trợ của chính phủ và các tổ chức Việt Nam dành cho YCLI, đặc biệt trong dịp kỷ niệm 10 năm quan hệ đối tác toàn diện Hoa Kỳ-Việt Nam và 10 năm YCLI. Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam vừa ban hành quyết định thành lập tổ công tác đặc biệt để tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. Tổ công tác đặc biệt có 14 người do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam làm tổ trưởng, hai phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm tổ phó và thành viên còn lại là lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh.
tổ công tác có nhiệm vụ tổ chức rà soát, tổng hợp và tháo gỡ các khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp, nhà đầu tư, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh, tham mưu giúp Ủy ban Nhân dân tỉnh đề xuất kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết đối với các nội dung vượt thẩm quyền, giúp Ủy ban Nhân dân tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát quá trình giải quyết các khó khăn vướng mắc thuộc thẩm quyền của các sở ban ngành và địa phương, kịp thời đề xuất khen thưởng, kỷ luật các tổ chức cá nhân có liên quan, định kỳ hàng quý có báo cáo để tổng hợp, tham mưu tổ trưởng, tổ phó trực chỉ đạo giải quyết kịp thời. Liên tục trong các năm gần đây, đặc biệt là vào cao điểm mùa khô trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn chết người liên quan đến việc sửa chữa máy bơm nước, tử vong do điện giật hoặc ngạt khí đã cướp đi sinh mạng của nhiều người. 2 ngày nay, không khí tang tóc bao trùm cả một góc làng Vòng Bòng, xã Chư Răng, huyện Iapa. Trước đó, chỉ vì bất cẩn trong lúc sửa máy bơm, ông Pa Anen bị điện giật rơi xuống giếng. Thấy bố bị nạn, lần lượt các con rể và con trai treo xuống giếng để cứu, nhưng cả ba đều tử vong. Tới nơi thấy ba người nó nằm nồi trên đấy, xong rồi đây cởi áo nhảy xuống luôn. Nhảy xuống ở đây sờ nước đang thấy cảm giác giật. Thì là túm cái tay ấy, túm cái tay nó bị kiểu nó ngộp không thở được, kiểu nó nộp cái chân tay nó rung hết á. Xong rồi đây bảo không nổi được, kéo nhảy lên trên, nhảy tới xong tới bờ rồi toáng luôn. Hiện trường vụ tai nạn thương tâm là một giếng nước chỉ sâu khoảng 4 mét. Đây là nguồn nước của cả ba gia đình, nên có đến 3 chiếc máy bơm. Tuy đến nay, cơ quan chức năng vẫn chưa có kết luận về nguyên nhân của vụ tai nạn, nhưng nhiều khả năng là do bị điện giật. Ngành điện cũng khi sau khi lắp đặt hướng dẫn sử dụng cho bà con sử dụng điện an toàn. Ngoài ra, bà anh em cũng kịp thời phát hiện để thông báo cho bà con các cái điểm khuyến khích cần lưu ý. Ngành điện cũng rất mong bà con chú trọng hơn nữa công tác sử dụng điện an toàn. Nếu cảm thấy chưa được an toàn thì nhờ người có chuyên môn về điện hoặc ngành điện hỗ trợ. Vẫn còn tình trạng là người ta là câu những cái hệ thống dây để phục vụ các cái công trình tưới tiêu không đúng quy định. Thì địa phương là cũng tích cực tuyên truyền vận động, tuy nhiên là địa phương vẫn còn là có những cái trường hợp như vậy thì nó dẫn đến cái tình trạng là mất an toàn, nguy cơ là mất an toàn rất là cao. Thiếu kiến thức để sử dụng điện an toàn và thiếu cả kỹ năng để xử lý tình huống, nên thời gian gần đây tại các tỉnh Tây Nguyên thường xuyên xảy ra các vụ tai nạn liên quan đến việc sử dụng điện. Tây Nguyên hiện đang trong đợt cao điểm mùa khô, mực nước ngầm giảm mạnh cũng là lúc nguy cơ xảy ra tai nạn liên quan đến việc sửa máy bơm nước tăng cao. Chuyển sang các tin tức về văn hóa du lịch đáng chú ý. Thưa quý vị, hưởng ứng Tuần Văn hóa Du lịch Hà Nam năm 2023 và Ngày Quốc tế Bảo tàng 18 tháng 5, ngày 16 tháng 5, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Nam đã tổ chức khai mạc trưng bày Bảo vật quốc gia và Cổ vật tiêu biểu tỉnh Hà Nam lần thứ 2 năm 2023 và phối hợp với Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam triển lãm Điêu khắc Phật giáo qua bộ sưu tập của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Điểm nhấn quan trọng của không gian trưng bày giới thiệu tới công chúng về các bảo vật quốc gia Hà Nam, trong đó có 2 bảo vật tiêu biểu vừa được Thủ tướng Chính phủ công nhận cùng các bộ sưu tập hiện vật tiêu biểu của Bảo tàng tỉnh Hà Nam và gần 500 hiện vật, hình ảnh lựa chọn từ các nhà sưu tập tư nhân. Các hình ảnh hiện vật về quá trình khai quật khảo cổ tại các điểm di tích, dấu tích thuộc các công trình tín ngưỡng, tôn giáo cổ của Hà Nam vừa được phát hiện. Đông đảo nhân dân, du khách được tham quan trưng bày, triển lãm và tham dự giao lưu đấu giá cổ vật do Ban vận động thành lập Hội Di sản Văn hóa Hà Nam tổ chức, đồng thời trải nghiệm nghe thuyết minh trên điện thoại thông minh và trải nghiệm hình ảnh bảo vật quốc gia qua công nghệ thực tế ảo và xem các nghệ nhân hát trống quân Liên Thuận trình diễn tại không gian bên ngoài nhà trưng bày Bảo tàng tỉnh. Lễ trưng bày diễn ra từ ngày 16 đến ngày 26 tháng 5. Ngày 16 tháng 5, tỉnh Đắk Lắk và Bình Định tổ chức hội nghị quảng bá xúc tiến du lịch năm 2023 nhằm cụ thể hóa thỏa thuận hợp tác phát triển du lịch giai đoạn 2022-2027 giữa 2 địa phương, đồng thời tăng cường quảng bá giới thiệu sản phẩm du lịch, khai thác hiệu quả thị trường khách du lịch tại tỉnh Đắk Lắk đến Bình Định và ngược lại. Việc tăng cường liên kết quảng bá xúc tiến du lịch giữa Bình Định và Đắk Lắk sẽ phát huy hiệu quả tiềm năng du lịch 2 địa phương, khai thác tốt hệ thống di sản, du lịch biển, văn hóa, sinh thái, cộng đồng, kết hợp mua sắm, đáp ứng thị trường khách du lịch tỉnh Đắk Lắk nói riêng và các tỉnh Tây Nguyên nói chung,
Thông qua việc kết nối, đại diện các doanh nghiệp hai tỉnh trao đổi các giải pháp tăng cường việc hợp tác phát triển tour, liên kết, nhất là trong dịp mùa hè năm 2023, tăng cường truyền thông thu hút khách du lịch đến Bình Định và ngược lại. Năm 2023 dự kiến là một năm ngành du lịch cả nước nói chung, du lịch Bình Định và Đắk Lắk nói riêng sẽ có sự phát triển mạnh mẽ. Sức hấp dẫn của một điểm đến xuất phát từ nguồn tài nguyên du lịch cứng như danh thắng đẹp hay văn hóa giàu bản sắc. Sau một điểm đến, nếu không có sự đổi mới sẽ không thể níu chân du khách. Chính vì vậy, Quảng Ninh không chỉ thu hút lượng lớn khách du lịch hàng năm bởi nguồn tài nguyên du lịch phong phú, đặc sắc, mà còn được biết đến là địa phương luôn chủ động xây dựng các sản phẩm du lịch mới lạ, hấp dẫn. Gần 40 sản phẩm du lịch đưa vào khai thác trong năm 2023, cùng hơn 130 sự kiện được tổ chức là cơ sở thuận lợi cho các hãng lữ hành thiết kế tour mới cũng như hiệu quả truyền thông du lịch cho Quảng Ninh. Các sản phẩm được xây dựng theo hướng liên kết dịch vụ, nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng nhu cầu của đa dạng đối tượng du khách. Ngoài những cái dịch vụ truyền thống thì chúng tôi còn chủ động xây dựng những gói combo kích cầu để làm sao mà du khách sử dụng dịch vụ với cái giá tốt nhất, có những cái sản phẩm mà du khách cũng rất là yêu mến, đặc biệt là những cái sản phẩm mà trải nghiệm, ví dụ như là sản phẩm mà leo núi Bài Thơ, ví dụ như sản phẩm phố đi bộ ở đường Trần Quốc Nghĩễn, cũng là những cái gợi ý để cho du khách có những cái trải nghiệm nó khác biệt đi. Ra Quảng Ninh thì ngoài những cái việc chỉ đi thăm vịnh thôi thì chúng ta còn có những các cái lựa chọn khác, ví dụ như là đi ra đảo thì có thể là đảo Cô Tô hoặc là đảo Quan Lạn hoặc Ngọc Vừng, đi tới Hạ Long thì chúng ta có thể kết hợp với cả Bình Liêu hay là kết hợp với Móng Cái để chúng ta đi ra địa đầu. Nỗ lực chuẩn bị tốt nhất cho cao điểm du lịch hè với chuỗi sản phẩm mới, sự kiện du lịch sôi động, hấp dẫn cùng chiến lược truyền thông quảng bá mạnh mẽ, du lịch Quảng Ninh kỳ vọng sẽ đón 8 triệu lượt khách du lịch trong nước và quốc tế trong quý 2 và quý 3 năm nay. Thưa quý vị, truyền thống văn hóa Việt Nam từ xa xưa tới nay luôn coi trọng vai trò của dòng họ. Đây được xem như cái nôi sản sinh ra nhiều nhân tài tuấn kiệt cho đất nước, là kho tàng văn hóa lịch sử được tiếp nối, trao truyền qua nhiều thế hệ. Với những nét đặc trưng độc đáo ấy, dòng họ đã trở thành hạt nhân hun đúc, đắp bồi, gìn giữ và phát huy nét đẹp của văn hóa làng nói riêng, văn hóa dân tộc nói chung. Có thể nói, dòng họ đã xuất hiện và tồn tại trong đời sống nói chung, trong đó có đời sống tinh thần đối với người Việt Nam ta từ bao đời nay. Tâm lý cố kết dòng họ có ý nghĩa tích cực khi động viên, giúp đỡ các thành viên trong dòng tộc vượt qua khó khăn trong cuộc sống, góp phần xây dựng cộng đồng lớn mạnh. Bởi thế, trong chặng đường phát triển đất nước, các dòng họ đã chung tay đóng góp để tạo nên sức mạnh, vị thế của dân tộc Việt Nam. Hàng nghìn năm qua thì chúng ta biết rằng là mỗi một dòng họ đều có những vai trò hết sức to lớn, là cái nơi mà phát sinh ra những con người. Họ không chỉ là duy trì truyền thống của dòng họ mà còn dùng tất cả những cái linh khí của dòng họ đó đóng góp cho cái sự phát triển và vững bền của quốc gia dân tộc. Có thể nói rằng linh khí của dòng họ đã trở thành sinh khí của thời đại. Cho nên có thể nói rằng là đây là một cái điểm đặc biệt mà chúng ta cần phải khai thác trong cái quá trình lãnh đạo chính trị cũng như là quản lý nhà nước. Nói đến các dòng họ tại Việt Nam thì có đến khoảng hơn 300 dòng họ khác nhau. Họ Lưu nằm trong số 300 dòng họ đó. Quan niệm của người Việt là con chim có tổ, con người có tông, con sông có nguồn. Nên với những người con họ Lưu, luôn ý thức được vai trò trách nhiệm trong việc phát huy những giá trị nhân văn cao đẹp của dòng họ. Nhiệm vụ đầu tiên cũng là vinh nghị đầu tiên là tri ân báo hiếu tổ tiên, để chúng tôi tìm được các truyền thống thật là tuyệt vời của những cái cao tổ tiêu biểu nhất của dòng họ Lưu. Thì cái thứ hai là chúng tôi kết nối bà con lại để thành một cái khối đại đoàn kết của Lưu tộc, khuyến tài khuyến học để làm sao có nhiều người họ Lưu học giỏi, sau này ra trưởng thành để phương trưởng trong thương trường, quan trường, chính trường, để trở thành những chính khách ở trong trung ương và địa phương để cùng với dân tộc Việt Nam phát triển đất nước. Không chỉ riêng dòng họ Lưu, dù ở đâu và bất cứ khi nào, ý thức về tổ tiên dòng tộc vẫn là sâu sắc nhất trong mỗi dòng tộc. Từ đó ý thức về mảnh đất cội nguồn, về trách nhiệm với quê hương cũng ngấm sâu trong máu thịt mỗi người dân đất Việt. Vai trò của dòng họ với những giá trị tốt đẹp không những không bị mai một mà còn thích ứng, biến đổi, tạo ra các giá trị mới, qua đó góp phần nâng cao đời sống tinh thần, cùng nhau phát triển kinh tế, xây dựng quê hương đất nước.
Tiếp theo là phần tin quốc tế. Thưa quý vị, ngày 16 tháng 5, Bộ Thương mại Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc cho biết sẽ thúc đẩy thương mại với Trung Quốc, đối tác thương mại số 1 của mình. Các biện pháp thúc đẩy bao gồm tăng cường tiếp thị và hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp nội địa tăng xuất khẩu sang nước láng giềng. Theo kế hoạch vừa được công bố, chính phủ Hàn Quốc sẽ tích cực trao đổi với chính phủ Trung Quốc cũng như các chính quyền địa phương để tạo thêm nhiều cơ hội kinh doanh. Chính phủ Hàn Quốc sẽ thành lập các trung tâm hỗ trợ bổ sung và chỉ định các quan chức thương mại phụ trách việc hỗ trợ các hoạt động của công ty Hàn Quốc tại Trung Quốc. Ba lĩnh vực chính Hàn Quốc mở rộng xuất khẩu sang Trung Quốc là các ngành công nghiệp mới như pin sạc, hàng tiêu dùng và lĩnh vực liên quan đến chuyển đổi xanh, kỹ thuật số. Nhằm thúc đẩy xuất khẩu nói chung, chính phủ Hàn Quốc cũng đưa ra danh sách 30 mặt hàng xuất khẩu có triển vọng để cung cấp hỗ trợ phù hợp cho các công ty trong các lĩnh vực này. Hàn Quốc đặt mục tiêu xuất khẩu đạt giá trị 3,74 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030. Lần đầu tiên, Nga trở thành nhà cung cấp hàng hóa lớn thứ hai của Ấn Độ sau Trung Quốc. Chỉ trong quý 1 năm 2023, New Delhi đã nhập khẩu từ Nga số lượng hàng hóa trị giá 15,5 tỷ đô la Mỹ. Số liệu từ Bộ Công Thương Ấn Độ cho thấy, giá trị nhập khẩu của Ấn Độ từ Nga trong khoảng thời gian tháng 1 đến tháng 3 năm nay đã tăng 4,7 lần so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 15,5 tỷ đô la Mỹ. Trong khi đó, xuất khẩu hàng hóa của Ấn Độ sang Nga tăng 33% lên 946,6 triệu đô la Mỹ. Kim ngạch thương mại giữa hai nước trong quý 1 tăng 4,1 lần lên mức 16,45 tỷ đô la Mỹ. Mục tiêu mà các nhà lãnh đạo của hai nước đặt ra là tăng kim ngạch thương mại song phương lên 30 tỷ đô la Mỹ vào năm 2025 đã đạt được trước mốc thời gian này. Trung Quốc vẫn đang là nhà cung cấp hàng hóa chính cho Ấn Độ, dù cho doanh số bán hàng sang Ấn Độ trong quý 1 năm nay đã giảm 15,4% xuống còn 22,6 tỷ đô la Mỹ. Tỷ lệ thất nghiệp của Anh tiếp tục tăng trong quý 1 năm nay. Số liệu vừa được Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh công bố cho thấy những ảnh hưởng đậm nét của lạm phát leo thang đến thị trường làm việc. Tỷ lệ thất nghiệp tại Anh đã tăng từ 3,8% trong giai đoạn từ tháng 12 năm 2022 đến tháng 2 năm 2023 lên 3,9%. Bộ trưởng Tài chính Jeremy Hunt nhận định, tuy tỷ lệ thất nghiệp vẫn ở mức thấp là thông tin đáng khích lệ, song khó khăn trong việc tuyển dụng và giá cả tăng là mối lo ngại cho nhiều gia đình và doanh nghiệp. Bộ trưởng Hunt nhấn mạnh, đó là lý do chính phủ Anh phải kiên trì với kế hoạch giảm lạm phát và hỗ trợ các gia đình về chi phí sinh hoạt. Bên cạnh việc thúc đẩy các cải cách trong lĩnh vực chăm sóc trẻ em, hỗ trợ người cao tuổi và người khuyết tật muốn tìm việc làm. Báo cáo do Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh công bố vào ngày 19 tháng 4 cũng cho thấy, chỉ số giá tiêu dùng CPI trong tháng 3 vừa qua đã tăng 10,1% so với cùng kỳ năm trước do giá lương thực tăng vọt. Bây giờ là những thông tin đáng chú ý trên các số báo ra ngày hôm nay. Thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu trong tháng 5 năm 2023, các cơ quan tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của tập thể cá nhân trong việc chậm trễ lựa chọn nhà thầu thi công gói thầu 5.10 làm ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành dự án sân bay Long Thành. Trao đổi với báo Lao động, ý kiến chuyên gia cho rằng khó khăn vướng mắc lớn nhất đối với việc lựa chọn nhà thầu gói thầu 5.10 là thời gian thực hiện gói thầu, đồng thời hoạt động đấu thầu, lựa chọn thành công nhà thầu, đảm bảo năng lực và kinh nghiệm thực hiện gói thầu cũng là yếu tố quyết định đến tiến độ thực hiện dự án. Theo Cục Trồng trọt Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, hiện nay cả nước có khoảng 322.000 ha trồng điều với năng suất 11,2 tạ một ha, sản lượng 341.000 tấn. Qua phản ánh trên báo Nhân dân, thời gian gần đây, ngành điều nước ta gặp khó khăn kép khi sản xuất và xuất khẩu đối mặt với nhiều yếu tố bất lợi, dẫn đến một số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này bị thua lỗ, khiến người trồng điều khốn đốn. Để phát triển bền vững ngành điều, người dân và doanh nghiệp cần đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong trồng và chăm sóc điều, đầu tư cho chế biến sâu, đa dạng hóa sản phẩm, giảm chi phí chế biến để tăng sức cạnh tranh. Sau hơn một tháng, thông tư 02 của Ngân hàng Nhà nước ban hành với mục đích tạo điều kiện cho bên vay được kéo dài thời gian vay và trả nợ, tiếp cận các nguồn vốn mới để phục vụ sản xuất kinh doanh. Đến nay, theo ghi nhận trên báo Tuổi Trẻ, một số doanh nghiệp đã bị ngân hàng từ chối cơ cấu lại nợ hoặc chỉ xem xét giãn nợ một vài tháng nhưng sẽ ngừng cho vay mới. Đại diện lãnh đạo chi nhánh một ngân hàng cổ phần lớn cho biết, lo ngại nhất là sau thời gian cơ cấu, gánh nặng lên vai doanh nghiệp cũng tăng vì số tiền phải trả hàng tháng sẽ cao hơn và chỉ cần chậm trả một ngày là khách hàng sẽ bị nhảy lên nợ nhóm 4. Khi đó, không chỉ khách hàng mà cả chi nhánh thực hiện cơ cấu nợ cũng liên đới trách nhiệm.
Ngày 15 tháng 5, nhóm các doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu đã gửi đơn kiến nghị tới Thủ tướng Chính phủ sớm ban hành nghị định mới về xăng dầu do gặp rất nhiều khó khăn vì thời gian qua các quy định trong nghị định luôn bất lợi đối với doanh nghiệp bán lẻ. Bài viết trên báo Kinh tế Đô thị cho rằng đây là mong mỏi chính đáng trong bối cảnh thị trường trong nước chưa hình thành cơ chế cạnh tranh hoàn hảo. Đồng thời đây cũng là nguồn cơn dẫn đến mâu thuẫn lợi ích giữa các nhóm doanh nghiệp và những vướng mắc phát sinh thời gian qua. Thực tế này đòi hỏi Bộ Công Thương cần gấp rút hoàn thiện dự thảo nghị định sửa đổi, không thể chậm trễ hơn nữa. Kể từ khi mặt bằng lãi suất huy động giảm, hoạt động chuyển nhượng sổ tiết kiệm bỗng trở nên sôi động. Thông tư số 48 đã có quy định về việc chuyển giao quyền sở hữu tiền gửi tiết kiệm. Theo đó, sổ tiết kiệm cũng được coi là giấy tờ có giá trị và người chủ sở hữu có đầy đủ các quyền quy định hoạt động tài sản theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, việc chuyển nhượng cũng tiềm ẩn những rủi ro nhất định. Theo đánh giá của các chuyên gia ngành tài chính, nếu việc chuyển nhượng được thực hiện ngoài ngân hàng thông qua các hình thức như ký hợp đồng ủy quyền nhận tiền thay khi đến hạn, thì bên ủy quyền có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng ủy quyền. Lúc này, ngân hàng sẽ không có trách nhiệm giải quyết do việc chuyển nhượng không đúng quy định của pháp luật. Được khởi công xây dựng từ năm 2013 với kinh phí đầu tư khoảng 800 tỷ đồng, dự án Trung tâm Triển lãm Quy hoạch Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến khánh thành vào năm 2015. Dù đã thi công đạt 45% khối lượng công trình vào năm 2017, nhưng suốt 6 năm qua công trình này vẫn không thể về đích và đang bị bỏ hoang. Theo ghi nhận trên báo Giáo dục và Thời đại, sự chậm trễ trong suốt 10 năm này gây lãng phí rất lớn nguồn lực đầu tư công của thành phố. Nó cũng khiến người dân thành phố Hồ Chí Minh bị ảnh hưởng, gây bức xúc rất lớn cho xã hội khi các thiết chế văn hóa đi kèm theo hình thành khu đô thị tới giờ vẫn chỉ là đống bê tông vô tri, vô giác. Thưa quý vị, lần đầu tiên trong lịch sử SEA Games, đoàn thể thao Việt Nam đã giành ngôi đầu toàn đoàn khi đại hội diễn ra bên ngoài lãnh thổ. Đây cũng là lần thứ ba liên tiếp thể thao Việt Nam xếp trên đoàn Thái Lan, quốc gia luôn duy trì vị thế số 1 suốt 3 thập niên gần nhất. Từ những khoảnh khắc đầy nghị lực của nữ hoàng điền kinh Nguyễn Thị Oanh, cú nước rút không thể tin nổi của các kỳ ngư Phạm Thanh Bảo, Trần Hưng Nguyên trên đường đua xanh, chiến thắng lịch sử của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam ở kỳ thứ tư liên tiếp, người hâm mộ tin tưởng vào chiến lược của thể thao Việt Nam hiện tại. Chúng ta vẫn đang giữ được dòng chảy tài năng một cách đều đặn, ngọn lửa cống hiến vẫn được tiếp nối với sự khao khát chinh phục đỉnh cao của các vận động viên Việt Nam.